Chào các bác nhá, chào các bác trong đội thợ đánh chim sẻ nhá, chào các bác thợ chuyên nghiệp hay là anh em chơi văn nghệ nhá. Shop Tân Ánh xin hướng dẫn với các bác, đây là gửi tới các bác mới chơi là chính, còn các bác mà thợ chuyên nghiệp thì cũng rất là rành rồi, mỗi người có một cái cách nhào keo khác nhau. Thế đây chủ yếu là giới thiệu cho các bác mới chập chơi mà mua keo của shop, biết được cái cách nhào keo, quấn keo và xào như thế nào nhé. Đây hôm nay hướng dẫn cho các bác cụ thể. Cái dòng này là dòng keo cứng, nhưng còn nước trước tôi đã giới thiệu rồi đấy, là mình phải ngâm trong cái bát nước nóng, nước sôi ấy, chừng khoảng 5 đến 10 phút trước để cho nó mềm bớt đi nhé, chứ không nó rất là cứng. Thì các bác bắt đầu nhào. Đây, coi như kéo ra, kéo này, kéo này. Có lưu ý này, kéo ra nhé, không mình con lại, kéo ra này, để con lại này. Đấy. Chứ các bác đừng có nôi hết cỡ như này ra, đừng nôi hết cỡ. Cái dòng này thì nó là dòng thiên về tự nhiên nhé, nghĩa là thiên về nhựa tự nhiên nhiều hơn, nghĩa là mủ cao su ấy, nó nhiều hơn đấy, nó ít hóa chất hơn. Nhá, độ dính thì nó rất tốt, nhưng mà chim nó lại không bị rơi, nhưng mà khi mình lấy thì nó rất là nhanh. Đấy. Và cái nhà sao cho nó nhuyễn, nó nhuyễn đi. Các bác lưu ý nhá, khi mình nhà vậy thì mình sẽ phải dấp ướt tay nhá, dấp ướt tay các bác nhá. Đấy. Các bác mà đánh chuyên nghiệp thì cũng rất là dành rồi, mỗi người có một cách nhà, nên là dành cho anh em mới chơi tham khảo nhá. Thế bản thân tôi thì không phải là thợ đánh chuyên nghiệp đâu, có chút thời gian thì đi văn nghệ tí thôi, nhưng không thời gian đi mấy mà mình không phải là thợ chuyên nghiệp nhé. Đây chỉ là tư vấn giới thiệu cho các bác, cho các bác mới chơi nhé, các bác mới chơi. Đây mình nhào này, bác kéo ra này, xong lại nôi vào này. Đấy, cái hàng này đã ngâm nước nóng rồi đấy, chứ còn nếu mà không ngâm ấy thì rất là cứng, rất là mệt các bác nhé, cũng bở hơi tay đấy. Đây là dòng keo cứng dành cho các bác chơi được nhiệt độ cao 35-40 độ C, trên 40 độ C này rất là mệt. Thực ra là cái cách nhồi này thì keo này thì tôi cũng tập rồi, tôi tham khảo anh em, tôi làm hướng dẫn cho các bác thôi. Chứ tôi không phải là thợ chuyên nghiệp, không phải ngày nào cũng nhồi, thật ra là không được thành thạo, không được dành lắm, các bác thông cảm nhé. Các bác kéo ra. Nó mà hơi dính chút thì các bác lại lấy nước dắp vào tay nhé. Nhà này là mệt luôn đấy các bác ạ. Đây các bác kéo ra này, kéo ra này, lại thu lại này. Cái này chắc là tôi phải cắt một nửa ra đi, tại vì đây cái cục keo này là cục keo ba nạng nhé. Cục keo ba nạng thì cho các bác sẽ chơi được hai cái sào như này, một cái sào này mình chỉ làm nạng rưỡi thôi anh nhá, cắt đôi nhau, một cái sào này mình cuốn nạng rưỡi là vừa nhé, chúng ta cắt đôi một ít nhào cho nó dễ. Cái nhào cả này nó hơi bết thật, bây giờ cắt em một cái đó, cắt nước lên gì. Cái này là tầm một lạng rưỡi thì cho cùng với các bác chơi một xào nhé, từ nhào ít đi cho nó nhanh. Kèo cứng quá nhé.
Cái này kéo rất là mỏi tay. Mệt đấy. Cái này cực kỳ dính. Các bác nhào cho nó nhuyễn, cho nó mềm, cảm thấy nó dẻo đau thì là đã được nhé. Cái này các bác mà muốn mềm dễ hơn, làm dễ hơn thì các bác cho vào nước sôi, các bác luộc luôn. Luộc luôn được rồi nhé, nó sẽ dễ làm hơn nữa. Đây tôi chỉ ngâm cái nước, gọi là nước ấm ấm được 5 phút 10 phút nó còn rất là cứng. Cắt ba nặng anh nhé, cắt ba nặng và năm nặng. Nhào nhào cho nó bẹt ra dài nè. Rất là cứng nhá. Đây tôi tận mời làm đoạn sơ sơ đoạn ngoài này được rồi nhá. Còn ở trong này chưa được này, các bác phải nhào kỹ thêm nữa này. Đây là làm tượng trưng cho các bác xem thôi. Nó rất là nông. Bây giờ trước khi mình quấn vào xào nhá. Cho các bác này, cho mình quấn vào xào này. Xào này là các bác lấy cái rẻ lấy nước xà phòng nhé. Đây xào cái nốc này, bác rửa thật sạch đi, hút thật sạch đi bằng rẻ bằng nước xà phòng nhé. Sau đó mình quấn vào, sau này mình tuốt keo rất là dễ nhé. Tuốt keo rất là dễ luôn. Các bác vào quấn vào. Cái này thì tùy theo các bác làm nhé. Xào này thì quấn một lạng rưỡi thì các bác quấn làm sao cho nó vừa đủ độ dày. Cứ một lạng rưỡi quấn hết xào này là ok nhé. Nếu một lạng rưỡi quấn hết xào này là ok. Rồi. Đấy, như vậy là đã hoàn thành nhá. Cái này ấy thì nó còn cái dấu ướt nước và dấu nước xà phòng ấy thì nó sẽ chưa dính luôn. Cái này chỉ để trong vòng vài phút thôi, gió thổi khô một phát là dính luôn các bác nhá. Đây đây là cơ bản là cái cách làm như vậy. Tôi chỉ làm tượng trưng cho các bác mới chơi biết cách làm nắm được thôi. Chứ tôi không phải là thợ chuyên nghiệp. Các bác tham khảo nhá. Chỉ muốn nói với các bác là cái loại keo này ấy, là keo cứng, độ dính tốt, keo thiên về tự nhiên. Không có bị đứt lông chim, đứt chân chim nhé. Cái này dành cho các bác đánh chim mà chim để phóng sinh ấy, thì rất là tốt nhé. Và các bác chơi, các bác chỉ chơi một xào này thôi này. Sau này các bác tuốt keo rất là dễ, không phải cắt nhé. Đây các bác này, cái dấu xào của mình ấy, đã tuốt xào bông ở trong rồi này. Rửa sạch cái xào bông này ấy. Thì sau này các bác đánh về, các bác chỉ tuốt một phát này nó ra luôn. Nó ra một cục luôn nhé. Chứ không phải lấy dao cắt, không phải lấy dao rạch nhé. Đấy, rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ bên này shop nhé, theo số điện thoại mà tôi ghi ở dưới phần tiêu đề phần mô tả nhé. Keo mấy chim, rồi keo mấy chim đủ lại.
Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.